rồi. Ở trên đoàn này cảm ơn tất cả anh em trong đoàn, đặc biệt là đoàn của đạo diễn Mr. Tô đã chúng tôi làm xong series phim Bố Già. Làm việc cực quá mà. Vì vậy cho nên chúng ta một số gì tươi cùng thông. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Cấm kèm trẻ em nha. Một người một vé nha. Ok. Mày đứng lại, mày. Một mình đâu. Giờ. Một ta rồi. Một ta rồi. Một ta rồi. Cái gì vậy? Mày đi ra, mày đi kêu. Mày lạnh quá trời ơi. Em ở nhà đó anh ơi. Em ở nhà đó anh ơi. Cái gì mà mày dơ, mày phí tiền mà mày dơ. Cái đó là hôm nay không kéo. Ăn nữa ba, mày chăm nó dơ. Không qua đây. Không ai quan tâm. Không ai quan tâm. Không ai quan tâm. Tổ thiết kế có chưa? Tổ thiết kế chưa? Tổ thiết kế có chưa? Tổ em ba lên hết rồi. Bao nhiêu người? Riêng tổ này xong rồi. Riêng tổ thiết kế kìa. Tổ thiết kế. Đem bao nhiêu người tổ thiết kế? 7 người. 3 triệu rưỡi nữa. Có rồi, có rồi. Lâu nào mà ông tổ nấu cơm. Tổ nấu cơm. Tài xế. Các bạn nhớ đón xem Bố Già bắt đầu từ ngày 2 tháng 1. Trên kênh YouTube Trấn Thành Thao. Cảm ơn anh Thành. Ủa sao tặng thiết kế không vậy? Cái gì vậy? Sao tặng thiết kế không vậy? Anh Hòa đâu đại diện tổ thiết kế đâu? Đợt sau quay Axi là tôi làm thiết kế. Quà đâu? Rồi, do về sớm rồi. Thôi được rồi, được rồi. Thôi. Em hỏi gì nữa? Ê, đi chụp xíu đi em.